Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 100. Chuyện sắc thân bất lạc. Tiền thân Asatruba. Chín đắng không phải ngọt. Câu chuyện này khi ở tại rừng Kandahano gần thành Kundiya, Bậc Đạo Sư đã kể về nữ cư sĩ Subhavasa, con gái của vua Koliya. Lúc bấy giờ, nữ cư sĩ ấy mang thai đã 7 năm, chịu đau đớn khi sanh đến 7 ngày, cảm thọ rất khốc liệt. Dầu bị khổ đau khốc liệt, nàng vẫn chịu đựng với ba tư niệm này. Chánh đẳng giác là Bậc Thế Tôn, Ngài thuyết pháp để đoạn trừ khổ đau như vậy. Tăng chúng, đệ tử của Thế Tôn, khéo hành trì để đoạn trừ khổ đau như vậy. Đại an lạc là Niết Bàn, tại đấy đau khổ không có mặt. Nàng cho gọi chồng lại, bảo chồng đến ý kiến Bậc Đạo Sư, trình Ngài biết tình trạng của nàng và những lời đảnh lễ của nàng. Sau khi nghe những lời đảnh lễ, Bậc Đạo Sư liền chú nguyện mong rằng Subhavasa, con gái vua Koliya, được an lạc, được khỏe mạnh, và nàng sẽ sanh ra đứa con trai khỏe mạnh. Nhờ lời nói ấy của Thế Tôn, Subhavasa, con gái vua Koliya, an lạc khỏe mạnh, sanh ra được một đứa con trai khỏe mạnh. Chồng nàng đi về nhà, thấy nàng đã sanh được con trai, nói: "Ôi thật vi diệu thai." Và tâm tư ông hết sức khâm phục đại thần lực vi diệu của Như Lai. Sau khi sanh con, Subhavasa muốn cúng dường trong 7 ngày cho chúng tăng với Đức Phật là Di Cầm Đầu, liền bảo chồng đi mời. Lúc bấy giờ, Đức Phật và tăng chúng đã được một tín chủ của Đại Mục Kiền Liên mời cúng dường trong 7 ngày. Bậc Đạo Sư muốn tạo cơ hội cho Subhavasa cúng dường, liền cử người đến Bậc Trưởng Lão, tin cho Trưởng Lão biết là Ngài đã nhận sự cúng dường của Subhavasa trong 7 ngày với chúng tỷ kheo. Đến ngày thứ 7, Subhavasa mặc áo đẹp cho đứa con tên là Sivali, bảo con đảnh lễ Bậc Đạo Sư và chúng tỷ kheo tăng. Tuần tự thứ lớp, đứa con được đưa đến Trưởng Lão Xá Lợi Phất. Trưởng Lão thân mật đón tiếp đứa trẻ và hỏi: "Này Sivali, mọi việc đều tốt đẹp với con chăng?" Đứa trẻ liền nói với Trưởng Lão: "Thưa Tôn giả, sao con có thể an lạc được? Trong 7 năm con đã sống trong bình máu." Subhavasa nghe vậy hết sức hoan hỷ, nói: "Con tôi mới có 7 ngày đã thảo luận với Bậc Tướng Quân Chánh Pháp về vấn đề giác ngộ." Bậc Đạo Sư hỏi: "Này Subhavasa, con có muốn các con trai khác như vậy không?" Bạch Thế Tôn: "Nếu có được 7 đứa con trai như vậy, con cũng muốn." Sau khi nói lời cảm hứng, Bậc Đạo Sư hoan hỷ khích lệ và đi về. Thiếu niên Sivali vào năm thứ 7 hiến tâm mình cho đạo và xuất gia. Khi tuổi được đầy đủ, vị ấy thọ đại giới, làm các công đức, đạt được lợi đắc cao nhất trên cõi đất, tức là quả A-la-hán, và khiến quả đất vang lên tiếng động hoan nghênh. Một hôm, các tỷ kheo hội họp chánh pháp đường nói như sau: "Hiền giả Sivali được đại phước như vậy là do cầu nguyện, cuối cùng mới được sanh. 7 năm ở trong bình máu, 7 ngày chịu trận đau đẻ. Ôi hai mẹ con chịu đựng đau khổ lớn, cả hai đã tạo nghiệp gì sanh quả vậy?" Bậc Đạo Sư đến và hỏi: "Này các tỷ kheo, các ông nay ngồi ở đây bàn luận vấn đề gì?" Sau khi nghe vấn đề ấy, Bậc Đạo Sư nói: "Này các tỷ kheo, Sivali là người đại phước, 7 năm ở trong bình máu, 7 ngày chịu trận đau vì sanh đẻ, căn bản là do nghiệp tự mình tạo ra. Còn Subhavasa chịu đau khổ mang thai trong bụng 7 năm, vì khổ đau vì sanh đẻ 7 ngày, căn bản cũng do nghiệp mình tạo ra." Nói vậy xong, Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Ramadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát đầu thai làm con bà hoàng hậu của vua. Đến tuổi trưởng thành, Ngài học tất cả tài nghệ. Sau khi phụ vương mất, Ngài trị vì vương quốc đúng pháp. Lúc bấy giờ, vua Kosala đi đến với một đạo quân lớn, chiếm lấy Ba La Nại, giết vua Ba La Nại, lấy hoàng hậu của vua làm hoàng hậu của mình. Khi cha bị giết, hoàng tử con vua Ba La Nại chạy trốn ngang qua các ống cống, tập hợp lực lượng đi đến Ba La Nại, cắm trại không xa, gửi tin nói: "Hãy giao thành hay giao chiến?" Vua gửi tin trả lời sẵn sàng đánh. Mẹ hoàng tử nghe sự việc như vậy, nhắn tin con: "Chớ đánh,
hãy cắt đứt giao thông từ mọi phía, bao vây thành ba la nại. Chờ cho đến khi nào củi, nước, gạo khánh kiệt, mọi người mệt mỏi, không cần đánh, con cũng sẽ lấy được thành. Hoàng tử nghe lời khuyên của mẹ, trong 7 ngày cắt đứt đường giao thông và dây chặt thành phố. Dân thành phố không nhận được tiếp diện đến 7 ngày. Ngày thứ 7, họ lấy đầu vua và đem nạp cho hoàng tử. Hoàng tử đi vào thành, lấy lại Dương quốc và khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. Hoàng tử đã cắt đứt đường giao thông, dây hãm thành 7 ngày. Do kết quả hành động ấy, phải sống 7 năm trong bình máu và 7 ngày chịu cơn đau đẻ. Nhưng vì hoàng tử cúi đầu đảnh lễ chân Đức Phật, Badu Mutara cầu nguyện với bố thí lớn để chứng được quả vị tối thượng. Lại nữa, trong thời Đức Phật Vibhasi Tỳ Bà Thi, hoàng tử cùng với thị dân bố thí đường, sữa đông vân vân trị giá 1000 đồng vàng, và cũng nói lên lời cầu nguyện ấy. Do vậy, với quy lực của mình, hoàng tử chứng được quả tối thượng. Vì Subhavasa gửi tin bảo con dây và chiếm thành, nên nàng phải mang thai 7 năm và chịu cơn đau sanh đẻ 7 ngày. Bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ xong, liền đọc bài kệ đầy: chính đắng không phải ngọt, chính hận không phải ái, chính khổ không phải lạc, nhiếp phục kẻ phóng dật. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau: lúc bấy giờ, hoàng tử dây hãm thành và lấy được Dương quốc là Sivali. Người mẹ ha ha ha